món này mình có thể mình ăn cơm rồi mình nhậu cũng vẫn được. Thì nguyên liệu chuẩn bị đây là 5 cái cánh gà, đây là củ hành tây và hành lá, và một ít tỏi băm với củ hành tím mình băm lặn chút nữa, mình thường phi dầu cho nó thơm. Rồi gia vị thì đây là muối, còn đây là bột ngọt, đây là đường, và cái nguyên liệu đặc biệt đó là dầu hào. Và ở đây mình cũng có chuẩn bị một ít thịt thì với mình á, thì trước khi chiên cánh gà này á, là mình ớt một ít bột ngọt và một ít muối, mình để 15 phút để cho nó thấm gia vị. Và ở đây hồi nãy thì mình đã có ớt ớt rồi, nhưng bây giờ mình chỉ có việc mình tiến hành là mình chiên thôi. Vì trong cái cánh gà cái lúc mà mình rửa, mặc dù mình có để ráo à, nhưng mà khi mình chiên nó cũng vẫn còn có một cái số nước ở trong đây nè, nó sẽ làm cho nó văng dầu. Bây giờ mình sẽ quay qua, mình sẽ đảo cái cánh gà cho nó vàng đều.
Hiện giờ trong cái thời gian chờ đợi trứng gà nó vàng á, mình sẽ quay qua mình sẽ làm cái nước để một chút nữa mình sẽ trộn vô trong, mình nêm vô trong cánh gà. Sau khi nó vàng rồi mình sẽ tắt bếp rồi mình sẽ vớt cánh gà ra. Để đây mình có chuẩn bị cái này là để làm mình sẽ vớt cánh gà vô đây để cho nó ráo dầu. Bên thì mình chuẩn bị một cái chảo khác. Cái nước này hồi nãy nè mình đã chuẩn bị rồi thì giờ mình rưới vô đây. Giờ mình để lửa nhỏ thôi. Chủ yếu là cho nó thấm. Cái này mà về lon bia nữa chắc xỉn quá các bạn. Thôi, xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn ở một